Ok, hôm nay Alex sẽ hướng dẫn mọi người làm bột Golden Duck nha. Đây là cái bột dạ quang của cái màu xanh. Cái màu rất là đẹp. Em ra cửa lại không ý. Các bạn sẽ thấy được cái màu rất là đẹp ha. Cái màu này là cái màu màu xanh ha. Cái màu là màu xanh. Cái màu là màu xanh ha. Đó, em để qua một thăm. Cái này à, còn thấy không? Đó, đây là cái màu mùi qua ha. Rồi bây giờ là sẽ hướng dẫn mọi người cách cái làm của cái mix cái màu này ha. Đây là một cái bộ nail mà Alex làm matte fill. Rồi bây giờ Alex sẽ hướng dẫn cho mọi người làm cái ombre trên móng ngắn này ha. Trên móng ngắn này. Các bạn thấy đó, cái nail này cái nail mà Alex vừa mới làm xong. Rồi bây giờ Alex sẽ bỏ cái layout lên. Cái layout Alex trộn với cái bond ha. Để cho cái keo nó chắc hơn. Đó là nhiều cái kỹ thuật khác nhau. Chúng ta sẽ áp dụng nhau. Alex khỏe nha. Rồi trước khi đắp Alex sẽ bỏ cái bột này ra ha. Và cái thứ hai là gì? Bột pink một lúc của Alex ha. Cái này pink ombre. Cái pink ombre này thì các bạn bỏ lên các bạn kéo cái pink nào nó cũng đẹp hết á. Ok, mọi người chuẩn bị chưa? Đó thì Alex sẽ chia sẻ với các bạn cách. Đó đây là cái bột mà Green Alex mua về, bột vào các bạn Alex mua về. Rồi Alex mix thêm một xí white vào và Alex mix thêm một xí pigment nào nữa, các bạn sẽ thấy được cái bột này nha. Cái bột này rất là sáng, nó rất là sáng. Buổi đêm nó rất là sáng ha. Sẽ bỏ cái đèn ha. Buổi đêm nó sáng nó đẹp lắm. Đó. Chập nữa là sẽ bỏ cái đèn cho mình coi thử ha. Đó, rất là dẻo. Rồi bây giờ Alex sẽ hướng dẫn mọi người cái cách mà apply của cái bột này ha. Đó, trước tiên khi mà apply mình bỏ lên, các bạn sẽ lấy một xí như thế này ha. Đừng lấy nhiều quá, giữ 3 giây cho Alex này. Còn thấy không? Bỏ là vuốt nhẹ nhàng thôi. Đẩy mạnh nó hai bên. Đó. Các bạn phải làm sao có được một cái độ cong tự nhiên, rất là tự nhiên, và không được làm gì, không được vuốt quá gấp thì cái bột mình rất là dễ bị mất sắp ha. Đó. Xong rồi Alex sẽ làm gì? Alex sẽ vuốt ở đây càng mỏng càng tốt. I have to make right here super thin ha, càng mỏng càng tốt, càng mỏng ngọt, các bạn thấy không? Càng mỏng càng tốt. Các bạn sẽ cắt ở đây một cái, lấy ra rất là nhẹ nhàng. Nhớ nha, cắt ra lấy rất là nhẹ nhàng, nhớ đừng có mạnh quá. Xong các bạn sẽ làm xếp cho nó thẳng vô. Xong rồi các bạn sẽ bỏ cái pin lên. Khi các bạn apply cái pin lên, các bạn nhớ ra lại là đừng có mạnh bạo quá, nhẹ nhàng thôi. Đẩy mạnh nhẹ vô critical, đẩy nhẹ vô thôi. Đẩy nhẹ vô thôi. Nhẹ thôi. Còn thấy không? Rất là đẹp ha. Rất là nhẹ. Rất là nhẹ ha. Rồi các bạn sẽ vuốt hai bên da lệch này. Đó, vuốt hai da lệch. Đó, nhẹ nhàng thôi. Đó, còn thấy không? Rất là nhẹ nhàng thôi. Đó. Đó, rất là nhẹ nhàng ha. Hai á lệch, I love your work, thank you. Ok, sau bây giờ Alex sẽ bỏ cái cục thứ hai lên ha. Các bạn vui lòng bấm share video cho Alex ha. Thì hôm nay Alex hy vọng Alex sẽ làm những cái quy thuật hay hơn nữa, và những cái mà các bạn hay bị mắc lỗi nhiều. Các bạn nhớ cho Alex đó, khi các bạn làm cái này nhé, thì các bạn nhớ phải làm cho được cái độ cong tự nhiên hai bên này ha. Đó. Trong cái quá trình các bạn giữ bột 3 giây á, đó là tại sao bột nó không bị hở, bị leak. Đó. Các bạn phải lưu ý điều đó cho Alex nha. Đó. Xem các bạn thấy không? Alex sẽ đắp nhẹ hai bên thôi. Và Alex sẽ vuốt nhẹ ra này. Mỏng này ha. Càng mỏng càng tốt. So much super super thin. Nên là chỉ vuốt bên trái và trái qua phải thôi, nhẹ nhàng. Đó, xong là sẽ cắt nhẹ ở dưới đầu móng, cắt nhẹ lên cái này ha. Xong mình linh nhẹ ra hai bên, nhẹ ra hai bên, lấy ra rất là nhẹ nhàng. Nhớ là không được mạnh tay quá nha, nhẹ nhàng thôi. Ví dụ cái bột còn dư đây là sẽ chia sẻ cho mọi người ha. Mọi người sẽ cắt lại thêm một lần nữa, cắt lại thêm một lần nữa. Người ta gọi là baby one more time á.
phút nhẹ ra, nhẹ nhàng ra ha. Đó, xong là sẽ vuốt ở đây nữa. Rồi các bạn coi cái cách mà khi Ma Lịch lấy vuốt cái bột nút ra nha, cái thịt này rất là mượt này. Anh lại sẽ lấy một nút lên, anh lại sẽ để vô da này, giữ 3 giây, đẩy nhẹ vô xíu dưới cổ, nhớ nha, đẩy nhẹ cho thôi. Sau này sẽ lấy ở giữa này nhiều hai bên này, vuốt ra nhẹ nhàng thôi, bên này cái, bên này cái, các bạn thấy không, rất là nhẹ nhàng. Đó, rất là nhẹ nhàng. Xong mình chỉ linh hai chém bên hai bên nhẹ thôi, và lại sẽ lấy một chút nước vuốt vô. Super super gentle, not too much strong, because if you guys do too much strong, it mess up the omelet is more easy. So that's why focus on the work. Đó, các bạn thấy không, cái shape nail mà lúc đầu Alex sẽ bỏ lên đó là nó chưa có hoàn thiện lắm. Đó, có nghĩa là cái shape Alex không chưa có shape, nhưng mà bây giờ Alex sẽ làm sao để cái cách tắt Alex sẽ làm cho cái shape nó chuẩn luôn. Đó, các bạn sẽ nhìn vô lại nha, Alex sẽ giữ dây 3 giây này ha. Đó, giữ được 3 giây để làm gì? Để cho cái bột nó động lại cho nó. Bởi vì đa số nhiều bạn khi cái nail nó chưa có động lại, các bạn làm gấp quá, thì trong quá trình gấp quá thì cái nail mình nó sẽ bị tuột bột. Nó tuột bột thì không đủ độ dày tương đương với nhau, và không đủ độ dày tương đương với nhau thì dẫn đến cái nail nó sẽ bị yếu và sẽ không được tự nhiên. Đó, nên là sẽ vuốt mỏng ra. I have much super thin the side and I have much super thin right here, not too much strong, not too much thick. You can make too much thick right there. And when you guys apply the thin powder, you guys see the line is more easy. Ha, bạn thấy không, nó cực kỳ mỏng ở đây, mỏng thì là mỏng ha. Đó, và bên này cũng vậy. Nếu các bạn bây giờ các bạn thấy Alex apply cái pin lên nha, nó có đẹp hay không? Có nghĩa là sao? Cái nghĩa là Alex tập 7 phần đúng không? Alex bỏ cái pin lên, nó phải qua được số 7 và đụng ngay số 6. Từ số 6 mình đi vuốt ra thì cái pin của mình sẽ không bị lòi cái line quay ở dưới lên. Hiểu không chị Mimi? Chị Mimi của em. À, Alex sẽ bỏ lại nha. À, vừa nói cái mess up rồi. À, Alex sẽ vuốt lại này. À, vuốt mỏng nha nha. Rồi bây giờ còn nhìn này, Alex sẽ bỏ lên này ha, nhẹ nhàng thôi. Alex sẽ bỏ vô nhẹ nhàng này ha. Đó, đẩy vô nhẹ nhàng. Còn nhớ nha, không được làm dày quá nha. Đó, xong rồi Alex vuốt nhẹ xuống này, vuốt nhẹ xuống thôi. Bên này cũng vậy và bên này cũng vậy, cực kỳ nhẹ và cực kỳ nhẹ ha. Rồi xong là sẽ vuốt bên này cái, xong vuốt chỉ hai bên thôi. Hiểu, hiểu rồi, hiểu rồi, thank you nha. chị Mimi dễ thương quá. Vuốt nhẹ đó thôi, nhớ nha. Những bạn nào mà đã học cái lớp Alex thì các bạn đã biết được tất cả những cái kỹ thuật, những cái mà Alex đã đưa ra, những con số, những cái quy tắc trong quá trình Alex chia sẻ và dạy cho mọi người ha. Đó, ok rồi. Are you visit would you love come to class? Yeah, I do. And next month I think two more weeks I move to the Orange County, Westminster, and maybe I live over there. So if some people you guys live over there want to make the nail then appointment, and I think I can send you guys the address. And maybe me and Justin or Smile or Jimmy, we can do appointment only for the nail in online. So I put in my Instagram and I let you guys know where my company, and you guys can stop by and you know start have a nail and make you guys your nail more sexy. Ok, có thể là hai tuần nữa thì công ty của Alex sẽ chính thức move về bên Cali, và Alex sẽ chính thức sẽ lấy những cái cuộc appointment special cho những người khách ở trên Instagram của Alex. Hiện tại bây giờ thì cái Instagram Alex, cái follow thì Alex không có post lên, mới cho mọi người biết thì Alex sẽ dựa vào cái follow đó, và có nhiều người họ ở bên Cali họ sẽ đặt những appointment làm những cái bộ nail. Thì bên cạnh đó thì có thể là Alex sẽ dựa vào những cái người model đó thì Alex sẽ làm những cái live video về long nail, về những cái nail art design. And hope you guys see you there. Ok, thank you. Cái này gọi là gì? Cái này bột của Honda Duck nha. Để Alex put thêm một lần cho coi này ha. Alex sẽ bỏ nhẹ nhàng vào này. Các bạn nhìn nha. Alex sẽ bỏ cái pin nhẹ nhàng vào. Nhớ đừng có mạnh quá. Nhẹ nhàng vào thôi ha. Alex sẽ put hai bên này ha. Các bạn nhớ nha, put hai bên, kéo xuống nhẹ nhàng thôi, đừng có mạnh quá, nhẹ nhàng thôi ha.
thì tự động ra rất là tự nhiên, đừng có mạnh quá ha. Đó, bên này cũng vậy. À, cứ tự nhiên, nhớ cái critical là một cái cách bước rất là quan trọng khi các bạn làm cái on way finger way. Chỉ cần các bạn là mạnh cọ một xí thôi nó cũng mất sắp nữa ha. À, mạnh cọ nó cũng mất sắp nữa. À, các bạn thấy không, nó ra rất là tự nhiên ha, và giữ cái shape. Đó. À, một bộ nail xuất sắc cho chị nha. Ok chị Mimi. Ok, thank you you guys. Ok, bây giờ Alex sẽ bỏ thêm một xí cái này vô nha. Các bạn thấy không? Đây là cái kỹ thuật mà các bạn nhớ cho Alex là khi các bạn bỏ lên á, các bạn nhớ là phải giữ always phải giữ cho Alex 3 giây. Đó, thì các bạn dỡ lên cái bột nó không có dịch theo cái cọ. Đó. You guys please share my video and I hope you guys for some new view they can see the same time. And right now I submit the pin right here, các bạn thấy không? Cái tại sao mà khi Alex búa chị nó không có đi? Tại vì khi các bạn bỏ bột lên, các bạn nhớ cho Alex là các bạn giữ cho Alex là 3 giây. À, bởi cái bột nó sẽ đứng yên cho đó. Và Alex sẽ cắt ra này ha. Alex sẽ cắt cái bột ra. Cắt ra. Còn thấy không? Cắt ra nhẹ nhàng. Lấy ra nhẹ nhàng. Thấy không? Đó, nhẹ nhàng thôi. Rồi các bạn, bây giờ là cái ngón cuối cùng mà Alex sẽ chia sẻ các bạn khi các bạn làm cái móng bự này ha. Làm thế nào để mình vuốt ra nó đẹp và các bạn không cần phải vuốt nhiều. Ừ. Các bạn sẽ bỏ lên giữ 3 giây cho Alex ha. Để nhẹ cho phần cuticle thôi, nhẹ thôi ha, đừng có mạnh quá nha. Nhẹ thôi. Đó. Kéo xuống nhẹ nhàng thôi. Đó, đừng có mạnh quá. Các bạn mạnh quá thì nó sẽ rất là dễ bị mất sấp ha. Đó, rất là nhẹ nhàng. Đó, các bạn thấy không? À, rất là nhẹ nhàng ha. Thì cái nail ra rất là tự nhiên. Đó. Thường thường á, các bạn nhớ cho Alex đó là các bạn phải ăn gian ở giữa cao lên. Thì khi các bạn quá thì các bạn kéo ra thì nó đủ bột với tương đương với cái độ cong tự nhiên. Đó, các bạn thấy không? Tông cong cái độ cong tự nhiên này, nó sẽ cong rất là tự nhiên. Đó, nên lưu ý cái điều đó cho Alex ha. Đó. Xong rồi, các bạn Alex sẽ bỏ vô đèn nha. Đó. Đây là cái nail mà Alex đã làm xong, các bạn thấy không? Đây là cái nail Alex đã làm xong rồi, Alex đã dũa xếp xong rồi. Đó. Và cái nail này buổi đêm nó sẽ lên cái dạ quang. Back the light for me please. À. Yes. Only around the nail. Around the nail. Cái cọ thì đắp là cọ số 16 nha. Rồi sẽ dũa ha. Ok. Các bạn thấy không? Nó sáng không? Nó rất là sáng rồi ha. Rất là sáng. Cái màu rất là đẹp. Ở đây sẽ bỏ vô đèn thêm một lần nữa. Can I see one more time? Các bạn thấy không? Nó rất là sáng ha. À, rất là sáng. Đó. Rồi cái nail này là cái nail mà là chưa xong ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ thấy trong cái quá trình mà Alex sẽ dũa những cái shape làm sao cho nó thẳng ha. Thường thường á đa số các bạn làm ombre á, so when you guys do the bath feel, you guys have to clean right here first. Còn các bạn sẽ dũa nhám ở đây trước, trước khi mà các bạn dũa nhám trước khi các bạn dũa cái shape sau. Tại vì do you sell the on the powder? Yes, I do. I sell the powder. If you want to buy my product, you can go to website and search justnail.com and you guys can see everything in there. And right now I shape the nail, okay? Các bạn thấy này, Alex sẽ shape nail. Cái nail là Alex mới làm xong đúng không? Alex sẽ shape cái nail này. Đó. Các bạn sẽ nhìn này, một đường thẳng giữ shape ở đây, một đường thẳng bẻ ra cho Alex ha. Vuốt từ dưới lên, vuốt từ dưới lên ha. Móc từ dưới lên để làm gì? Để cho cái nail nó thẳng ha. Và bên này cũng vậy. Vuốt thẳng ra. Nhớ là phải thẳng nha, nó thẳng mà nó phải tròn, trong khi cái này nó phải tròn hay là tròn ha, nhớ nha, phải tròn. À, nó không có được thà bị thất đích chỗ này, cái chỗ này rất là quan trọng, nếu mà mình bị thất đích thì nó sẽ rất là dễ bị ha. So you guys have to make every right now right here super circle connect from the skin cuticle, make sure they straight and smooth, because a lot of people they tell me why the hand is stuck right here. Because when you guys shape, acrylic right here they stuck a little bit. That's why it easy to make the nail is lifting. And sometimes they make the fungus right there. So tròn quá phải không? Tròn quá phải không? Đúng rồi. Ai không phạm hay không vẽ nên đúng. When you talk about ceiling powder, it's a bit funny in English. Oh, thank you. Oh, thank you. Yeah. I did live in America only 5 years, you know.
So it look here in the from customer. So when I come back to Orange County, maybe I have the cluster at night in the college. So yeah. Sao nói chữ tròn mà không nói nó tròn vậy hả? Sao nói chữ tròn mà nó tròn vậy hả? Yeah. Chỗ này đấy nha. You guys see it? Okay, I connect right here, okay? Super super circle right here. Các bạn thấy không? Đó là cái cách mà các bạn làm sao cái nail các bạn nó ra rất là tự nhiên. Nhớ nha, nó rất là tự nhiên và nó không có bị. Và các bạn nhớ lưu ý chỗ các chóc này ha, cái shape mình là phải thẳng ở dưới này. Nhớ nha, phải thẳng nha. À, không được khúc kịch. À, không được khúc kịch, các bạn thấy không? Bấm shape vô đây. You guys see it? Make super super straight right here. Không, mình xong cái xong mình quẹt chung cái này, mình xong mình quẹt chung cái để làm cho cái vết nối nó kết nối với nhau ha. Kết nối với nhau và bên này cũng vậy. À, đây là một cái nail mà cô khách này ở từ cái tiệm cắt tới, nhưng mà cái shape nó không được perfect cho lắm. Nhưng mà Alex sẽ hoán hết. Thì các bạn lưu ý khi các bạn làm mấy móng cup and shape mà móng ngắn á, các bạn nhớ là đừng có làm cho nó ốm quá. Tại vì càng ốm quá thì cái shape nó ra không có đẹp. Nhớ nha, không có đẹp. Đoạn là sử dụng ở dưới này, bấm mạnh vào để làm gì? Để giữ cái shape cho nó chuẩn. Và bên này cũng vậy, chuẩn nha nha. Bỏ cái nail vô, các bạn thấy không? Bỏ vô biết cái shape nó chuẩn hay không. Đó, bấm nha nha. Nó tròn. Tại vì cái tiêu tròn á, tròn, tròn lắm. Tròn. Bên này cũng vậy. Đó, các bạn thấy không? Này, là sẽ bỏ cái dũa vô này ha. Đó, các bạn thấy được cái nail nó sắc sảo hay không? Đó, cái nail nó quan trọng nhất là cái shape. Đó, chỉ cần các bạn lấy điểm cho đó là các bạn sẽ làm một nail đẹp thôi. Đó, bên này cũng vậy ha. Và bên này cũng vậy, bấm cái shape ra. Sao lại? Đó, các bạn thấy không? Đó, bây giờ này Alex sẽ tương đương giữa nail này với nail kia. Nó đã tròn chưa? Làm giỏi quá, em đẹp. Thank you. Thank you nha. Nói chung thì Alex chia sẻ những cái gì thực tế. Alex hy vọng mọi người sẽ làm giỏi hơn, mọi người sẽ làm đẹp hơn, thấy không? Đây, các bạn khía cạnh đó, cái theo cái quan niệm của Alex đó là dạy học sinh rất là nhiều. Alex nghĩ á, ai làm mọi người ai vậy á, nếu mà mình chia sẻ cho một người đó làm đẹp thì tự nhiên cái người đó làm đẹp thì tự nhiên con người của mình cũng sẽ cố gắng làm đẹp hơn nữa, thấy không? Đúng không? Đó, cố gắng làm đẹp hơn nữa, nên từ đó ai cũng đi lên cùng nhau hết. Đó. Nên rồi bây giờ Alex sẽ dùa cái critical này ha. Các bạn mà sợ cắt chảy máu thì các bạn sẽ xài cái này. So everyone, you guys care hơn this one, you guys can using this one ha. Các bạn nhớ nha, phải dụ quá tròn nó đây nha, phải tròn nó trong bên này nữa, nó phải tròn nó đây và nó tròn nó khi còn nữa nha. À, nó phải tròn nó khi còn nữa. À, phải dễ xương, anh thà dễ xương ha, xương lắm nè. Đó, bên này cũng vậy luôn. Đó, phải tròn cho Alex ha. À, thường thường á mà các bạn không thấy Alex dụa trong khi còn nhiều á, tại vì khi Alex đắp, các bạn nhìn này, Alex cho coi này ha, Alex không có đắp cho nó sát, chỉ cần bắt một con tóc thôi. Đó, một con tóc như vậy á, là mình sẽ không bị hở và không bị liếc. Đó, rồi ở đây nó là gì, ở chỗ này này các bạn thấy không? Đó, rất là có độ dày này, nó phải cho nó đây nữa này, nó cho nó đây, nó cho nó đây và nó phải cho nó đây nữa. Đó, nó phải cho nha. Nó thẳng nhưng mà phải cho nha. Và ở đây nữa này, ở đây nữa này, nó phải thẳng này, nó phải tròn này, các bạn thấy không? Nó phải cong như vậy này, đó, nó cong giống như là nó cực kỳ cong vậy đó. À, nó cong giống như là phải nói là sao ta, giống như baby bird vậy đó. À, cong chỗ này nữa. À, còn bên này nữa ha, phải thẳng vô. So you have to make right here super 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 cong nha. Bên này nữa. Tình yêu sao em cứ đi xuống hoài anh ơi, anh nhạo vậy giống em quá. Anh tình yêu ở đâu anh chui vô đây. Tròn everywhere, đúng rồi, tròn everywhere. Tròn nhưng phải thẳng nha, tròn chứ phải thẳng nhưng phải tròn mà không nha anh tình yêu. Đúng không? Ok, rồi bây giờ anh lại sẽ bóc phơ. Bóc phơ, you guys see it, it's all everything, it's circle right here, and right here, super circle, that's why, liquid lên móng không anh, thì đắp bột mình có cần quét liquid lên móng không anh, đừng nha, em mà quét lên móng người thứ như là liquid hết, nhớ nha, chỉ có lấy bột mới đắp thôi,
Đa số nhiều người đắp bột á, tắm neo. Các bạn biết tắm neo không? Tắm là tắm cho hết cả ngón tay luôn. Bơi về bột nó ra bị hở hết, nhớ nha. Có nhiều người dị ứng họ có thể bị ngứa tay nữa, nên lưu ý điều đó cho Alex. Nhớ cho bóc và bóc lên thôi nha. Đó. Các bạn thấy không? Này, nó cong này, nó cong tự nhiên, các bạn thấy không? Cái neo Alex làm đây này, nó cong tự nhiên, nó tròn right here, và nó tròn right here và nó tròn right here nữa. Đó, mà mình biết là vậy, là nó canh lạ vậy. Ok, xong rồi các bạn phải lấy cái cỏ tròn này này. Cái cỏ mà tròn tròn nhỏ nhỏ này ha. Các bạn phải phủi ở đây nữa. Ừ. Phải phủi ở đây nữa ha. Phải phủi sao cho nó sạch và nó tròn cái siêu cô. Để khi mà mình test treo nó không có bị. Nhớ nha. Ok, and right now Alex có một cái top coat này. Cái top coat này nó không phải là thành thánh, mà nó chỉ có nhiều tác dụng thôi. Tác dụng của nó là như là sơn dip này, sơn silac này, và sơn bột màu này, đánh khom này. Mà nó ra rất là tròn mà nó không có chảy. Nó rất là tròn, nó chảy. Để Alex quẹt cho coi nha. Các bạn thấy nha, quẹt ở thử nó có tròn cái cuticle không nha. Này, oh my god, so crazy. Thấy không? Thấy nó tròn không? Tròn đấy đúng mà nó không có chảy luôn. Thấy không? Nó tròn lắm. Đó, Alex sẽ vuốt ở đây này. Nhẹ nhàng lên cái thôi. Oh my god, các bạn thấy không? Nó tròn không? À, nó phải tròn nha. Quét là phải tròn nó cuticle. Không có được chảy nó ngoài da nha. Chảy nó ngoài da là coi như là sai. So when you put the top coat, remember, make the nail is super super clean. Don't mess up all the nail, go out a lot in cuticle. Always inside. Xài cho solar powder được không? Dạ được luôn chị. Cái top coat này, cái top coat này là xài cho tất cả những cái loại bột luôn ha. Và nếu mà các bạn xài dip á, là các bạn nhớ cho Alex là các bạn phải quẹt được 2 phút cho Alex nha. Dip, đó, dip luôn. Đó, đừng thẳng cho Alex. Bạn thấy không? Nó tròn không? Và cái ombre ra rất là tự nhiên. Rất là tự nhiên và rất là tròn. Đó. Rất là tròn. I understand, oh my god. You understand? Ok. You see? Không? Xong rồi các bạn sẽ làm gì? Các bạn thấy không? Đó, nó rất là natural và nó rất là tròn. Bỏ vô đèn cho Alex nha. Bỏ vô đèn. Bỏ vô đèn. Ok, xong rồi các bạn phải đợi Alex xí. Để Alex bỏ một xí cuticle vào đây này. Các bạn thấy không? Các bạn thấy cái top coat nó không có chảy ra này. Thấy không? Nó rất là tròn cuticle. Rồi sẽ bỏ top coat vào đây. Để làm gì? Cho nó tròn cái cuticle và nó smooth. Khi các bạn chụp hình á, thấy không? Nó đẹp lắm. Nó đẹp lắm. Đẹp đến nỗi mà khách nói chịu không có nổi. Chịu không nổi. Để cho nó tròn ha. Xong liên chiếu da cho Alex. Liên vô cái da. Nhớ nha, phải liên vô cái da. À, đây là cái nghệ thuật mà mình chụp hình cho nó đẹp ha. À, các bạn thấy không? Đây là cái kịch làm ombre. Để Alex bỏ cái đèn ha. Xong rồi Alex sẽ vô lấy mền. Alex vô lấy mền, Alex trùng tay nó lại. Để cho nó hiện đèn lên nha. Đây là cái mền của Alex ha. Và bây giờ Alex sẽ bỏ cái tay vô đây nè. Ok, put right here for me. Excuse me, put right here for me. That hand. Các bạn thấy không? Oh my god, các bạn thấy chưa? Ôi trời ơi, nó tròn mà nó đẹp quá. Đó. Đó, các bạn thấy không? Bỏ vô đèn nữa, nó càng sáng hơn nữa. Đó. Bỏ ngoài các bạn sẽ thấy được màu xanh. Bỏ ra thì các bạn sẽ thấy được màu trắng. Tại vì đây là cái mẹo mà Alex mix bột màu Golden Drag. Làm sao để có được 3 màu. Các bạn thấy không? Bịt mền lại á, bịt mền lại thì thấy màu blue này ha. Bỏ ra thì thấy màu green. Mà mở ra luôn thấy màu white. Thấy không? Đó. Xong chụp hình đúng không? Bây giờ Alex sẽ chụp hình cho coi nha. Ok, keep it up for me, ok? Hold it up for me. À, còn thấy không? À, rồi bây giờ Alex sẽ bỡ đèn cho coi nha. Can you relax for me? Các bạn thấy không? Đó, xong rồi ha. Đó, thấy nó tròn không? Cuticle này, sát này. Cực kỳ sát và cực kỳ tròn. Đó, rất là clean ha. Bên này cũng vậy. Oh my god, thấy không? Xong rồi nha. Các bạn thấy sát không?
cực kỳ sát là nặng chưa cô ha. Nặng là tử nó tròn chưa. Đó, ok vậy thôi ha. Alex chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ, một ngày weekend vui vẻ. Có gì Alex sẽ gặp các bạn ở những cái live khác nữa ha. Thank you chị Chim, thank you chị Jimmy, Quang Thái Đinh và anh Justin, anh Phương Lâm ha. Ok, put back the light for me. Thank you mọi người nha. Bye bye.